thân mến, chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ con vỏ trái đất. Hôm nay là mình đang đi làm một cái công trình, đang đi san lốt ao. Nhưng mà bây giờ thì mình đang đi đào cái móng của rào. Cái móng này là móng để xây đá các bác nhá. Thì là cái diện tích của cái đáy móng này này, đó là khoảng 1,5 m. Và chiều sâu nó khoảng 1 m. Thì em sẽ quăng cái đất từ dưới cái đáy móng này lên và vứt lên trên cái mặt bằng ở phía bên trên này. Ở bên trên kia thì là xe thì nó đang đổ đất, đang đổ lấn ở kia kìa các bác. Thì em sẽ cho quay một vài cảnh flycam cái lúc em làm ở trên đấy để cho các bác tham khảo nhá. Xong sau đó là em sẽ xuống để em đào nốt cái móng này. Mà cái lượng đất của nó cũng nhiều đấy các bác, 1,5 m chiều rộng và chiều sâu là 1 m. Bình quân mình cứ đi được 1 m thì mình không cũng xúc lên được hơn 1 khối rồi. Đấy, mình xúc xong thì mình sẽ lấy cái đáy gầu để mình miết luôn cái đáy cho nó mịn, cho nó đỡ bị rườm rà nhá. Đây này các bác này, nó có một cái cột này, với lại cái này mình sẽ đào làm sao để cho nó gần giáp vào với nhau nhá, chứ nó không giáp hẳn đâu, bởi vì là bác chủ nhà bác ấy muốn là để lại cái cột lại chứ không được đào đến cái cột. Bác này thì bác ấy bảo là cứ để lại cái mốc ranh giới đấy, mình sẽ không để động đến cái mốc đấy thì tránh tình trạng là ngoài kia cái xe đất đang chờ ngoài kia, tránh tình trạng là sau này người ta sẽ tranh chấp đất đai đấy, cho nên là người ta không cần đào vào cái chỗ cọc kia. Okay. Cái móng này thì các bác cứ đào hết ở dưới đáy này, xong sau đó mình vét xong rồi vứt lên trên này. Thì muốn đào được cái miệng mấy lại cái chiều sâu của nó, mấy lại chiều rộng của nó đủ ấy, thì các bác cứ đo bằng gầu cho em nhé. Các bác cứ đo là từ cái tai mèo của em ấy kìa, từ cái tai mèo đến cái hai cái tai mèo hai bên răng ấy, thì là mỗi bên là 70 phân đấy. Đấy, hai bên của em nó là rơi vào quãng độ 70 phân, nó là 1,4 m đấy, nó dư ra hơn một tí mà. Với lại cái chân này thì là nó chưa được vuông hẳn này, bởi vì mình đứng bấy nó lệch mà. Với lại cái này là người ta xây đá, sau này người ta sẽ nó có cái độ dư của nó ấy, cho nên là người ta không cần thiết là phải chuẩn lắm. Nếu mà xây móng bê tông thì mình sẽ làm chuẩn hơn. Còn đây nó chỉ là móng đá thôi. Ok, mình sẽ lại tiếp tục tiến lên nhá. Đấy, chỗ này thì nó sẽ chắc là cái máy mình nó sẽ bị quệt cái phần đít vào đấy. Tại là nó đang bị lệch sang vào bên trong này một chút thôi nè. Mắt của cái kia không các bác nhá. Thôi hơi quẹt. Ok. Thôi hơi quẹt một tí các bác.
mình sẽ múc cái miệng này trước để mình lấy cái mặt 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 gọi là cái chiều nó thẳng đến cái cột điện đây này, là cái cột gốc này. Đó. Tránh đừng để cho nó quệt vào đấy. Mình sẽ xúc hết cái đất rơi, đất sư dưới này xong sau đó là mình bắt đầu mình mới sửa cho nó đẹp các bác nhá. Mình có để cho nó một cái cấp này để cho nó mình để cho nó một cái cấp này để cho người ta sau này người ta xây đá người ta sẽ đi lại ở chỗ này. Với lại cái ở phía bên trên này mình còn đổ đất vào nữa cơ, mình đổ đất vào thì nó sẽ bị hiện tượng nó sẽ tràn đúng không ấy, để như này thì nó sẽ chắn được. Yên tâm hơn. Đấy, ở phía trên này mình cứ ổn cho nó đầy cái tràn lên ra kia này. Cứ ổn hết nó lên. Hôm trước thì em cũng đi làm ở những cái công trình ấy thì có lúc thì có video, còn có lúc thì bận quá chả làm được, thì mong anh em thông cảm. Mình cũng rất là muốn làm những cái video bổ ích cho anh em đấy, nhưng mà do là hôm nào mà công việc nó bận quá, mới bận việc gia đình là mình không edit video kịp. Cho nên là các bác hết sức thông cảm cho em. Nếu như mà em mà thời gian của em mà nó rảnh rỗi một chút thì em sẽ làm được cái video đều hơn, nhưng mà do là cái công việc của em đi làm này nó cũng rất là gấp rút, cho nên là mình không thể để edit cái video để mà nó kịp được. Mình sẽ đào luôn một cái đoạn chỗ này nữa. Mình sẽ sử dụng cần gầu kỹ thuật các bác nhá, để cho nó móc được cái ấy này cho nó thẳng này. Nói chung là có cái gầu kỹ thuật này mà làm kỹ thuật là rất nhàn đấy các bác. Mình có thể bấm được nó vuông hơn, nó nhanh hơn, mình không phải sửa nhiều, bấm vài phát là nó khác được. Còn nếu mà gầu cứng thì mình phải nắn nót gọi là sửa một tí. Cầu kỹ thuật này thì không cần thiết lắm, bởi vì cái cần của nó đã vuông theo cái thế rồi mà. Đây nhỉ, đó này, thời tiết nó lạnh quá nó bị ho các bác. Đấy, cái bên này mình cũng sử dụng cần kỹ thuật nhá. Nếu mà thời tiết bây giờ nó hơi bị tối một tí mà cái chất lượng video nó không đảm bảo thì rất mong anh em thông cảm. Đó. Con zoom to bằng con lươn luôn. Đó mình miết làm đâu cho nó gọn luôn, đây đấy, không có lúc đi xa quá mình lại không với được các bạn. Nó gần như sát vào cái cọc của tàu này rồi. Bây giờ mình sẽ lùi vào nhá, và trong sau đó là kéo cái đất này vào. Từ cái góc này
bác thấy nó mịn dần chưa? Ok, mình sẽ tiến lên tiếp. Cái này thì nó hơi bị méo méo à? Mình sẽ chỉnh nó vào hơn. Video của mình xin kết thúc ở đây rồi, mình sẽ nghỉ thôi. À, bây giờ các bác đã về rồi, mình sẽ nghỉ thôi. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các bác ở những cái video tiếp theo. Các bác thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Đang tâm sự. Ở đấy, mình sẽ đào nốt một hai gầu nữa, sau đó mình sẽ lên. Đánh máy ra kia để đi lên máy nha các bác nhá. Xe chở máy của mình thì để ở ngoài kia rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đấy. Ô, điện thoại của mình đã bị sập nguồn rồi. Sau này người ta sẽ lấp đất lên bằng cái chỗ khu cái cành mít thì hả các bạn? Nó lên bằng cái cành mít này. Mình sẽ kết thúc cái video đây nhá. Video lên máy mình sẽ làm một cái video khác. Tạm biệt, chào tạm biệt.